Ngay trên màn hình của các bác đây là hai em đồng hồ Odo 57 nhập Pháp. Và có thể nói đây là hai em Odo 57 rất là hiếm gặp tính đến thời điểm hiện tại, khi mà những cái chiếc đồng hồ này nó không còn được sản xuất nữa. Giới thiệu với các bác luôn, đây là hai chiếc Odo 57. Nó thuộc cái hàng biếu tặng trưng bày mà chủ cũ người ta không dùng, cho nên nó là một trong những cái chiếc có thể nói là đẹp, xuất sắc, nguyên bản đến 100% và gần như không có bất cứ một cái vết xước nào. Cực kỳ khó để có thể sưu tầm những chiếc như thế này mà Quang Vọng muốn gửi đến các bác. Bây giờ em sẽ quay chi tiết, thật chi tiết có thể, để có thể giới thiệu đến các bác hai chiếc này. Đây, đầu tiên em sẽ quay trước có mã số 1061 đấy trước này. Các bác có thể nhìn cái phần mặt số, không một vết xước, mặt nền trắng, viền vàng, rất đẹp, quả lắc đang chạy ở đây. Các bác nhìn thùng vỏ thùng này, tất cả hai bên đều nguyên bản 100% từ nhà sản xuất và không có một vết xước nào. Các bác nhìn nhá, em quay ghé đi để phát hiện lỗi, nhưng mà cũng không ra cái lỗi nào luôn. Đó, kính vẽ hoa văn rất đẹp. Mặt số đây, quá đẹp luôn, các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp. Quả lắc cũng rất là đẹp, chỉ mất một vài cái vết xước răm rất là nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được. Rồi, em sẽ test chuông để các bác có thể nghe luôn, sau đó em sẽ soi cái máy để các bác có thể nhìn. Vừa rồi là 2 giờ và đồng hồ điểm 2 tiếng chuông. Đây, em sẽ xoay cái máy để các bác có thể nhìn. Các bác nhìn này, máy vàng ươm luôn, siêu vàng, siêu đẹp. Đây, các bác có thể nhìn kỹ hơn từ dưới này lên, rất là vàng. Đó. Rồi, em sẽ chuyển sang chiếc bên cạnh này. Chiếc bên cạnh này cũng có một thiết kế, một cái vỏ thùng rất là đẹp để lộ cái phần màu gỗ tự nhiên ra. Mặt số cũng đẹp, không một vết xước nào. Kim mắt ngỗng giống chiếc bên kia. Kính oval rất đẹp, vẽ họa tiết vàng. Nó tương xứng với những cái họa tiết trên vỏ thùng này. Không một vết xước luôn. Có thể nói là nó 99% luôn, chứ không phải là 96, 97 nữa. Rất là hiếm gặp các bác ạ. Đây, khi mà mở kính ra thì các bác nhìn rõ cái phần mặt số hơn. Mặt số đây em sẽ dừng lại để các bác nhìn này. Không một vết xước, rất đẹp, viền vàng rất sáng, cũng không một vết vân tay. Quả lắc cũng vậy. Rồi, em sẽ test chuông để các bác nghe luôn. Vừa rồi là 4 giờ và đầu điểm 4 tiếng chuông thông báo. Em sẽ soi máy để các bác nhìn. Và những cái vàng ươm các bác nhé. Độ mới có thể nói là trên 99% luôn. Và với những cái chiếc đồng hồ còn đẹp như thế này, nó mang cái tính chất sưu tầm rất là cao,
và trang trí nội thất rất là đẹp, rất là phù hợp với bác nào yêu đồng hồ cổ mà lại muốn một chiếc mà nó còn đạt cái độ mới cao, thì đây là một trong những cái chiếc rất là hoàn hảo như vậy. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.